Các bạn đang nghe truyện toàn cầu cao võ, cày quái thành thần, ta đánh xuyên qua nhân loại cấm khu trên kênh TV Audio CV. Chương 59, Chiến lực chân chính của võ hầu. Hắc văn trúc rốt cuộc đã tới. Cái này hấp dẫn tất cả lực chú ý của bọn người gian hàng, bị trở thành một trong áp trục của buổi đấu giá hôm nay. Mặc dù giá cả sẽ thấp hơn không ít, nhưng bởi vì tính hiếm có của bản thân, bị xem như một trong những áp trục, cũng là chuyện bình thường. Đối với chuyện này gian hàng cũng không thèm để ý, vấn đề duy nhất ở chỗ. Thông qua hình ảnh chiếu ra, gian hàng có thể xác định, ba mươi mấy cây hát văn trúc này, cùng những cây hát văn trúc hắn thu hoạch kia, là cùng một nhóm. Hát văn trúc sinh trưởng chậm chạp, muốn biết có phải sinh trưởng cùng một chỗ hay không, nhìn dài ngắn lớn nhỏ là được. Chỉ từ phẩm tướng, ba người gian hàng liền đủ để khẳng định. Thật sự có người dở ám chiêu sau lưng. Chú Long nhíu mày thấp giọng nói một câu trước đó bọn họ cũng không khẳng định lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy đám hát văn trúc này, tất cả đều giải thích thông. Sự thật đúng như gian hàng suy đoán, có người sau khi bọn họ rời đi, lén lút tiến vào trong căn cứ dược liệu. Ngoại trừ thu hoạch hát văn trúc còn lại, còn làm thịt con của cương tông giả trư vương, chuyển cừu hận cho bọn họ. Chỉ là người kia hẳn là không nghĩ tới, gian hàng ở lúc đối mặt cương tông giả trư vương chiến lực bộc phát, lại liên tiếp đột phá, phản sát cương tông giả trư vương. Sau khi xác định điểm này, ba người gian hàng liếc mắt nhìn nhau, còn lại hết thảy đều rất dễ dàng giải thích. Nhưng bây giờ vấn đề lại thay đổi. Sau khi xác định có người quấy rối, còn phải xác định đến tột cùng là ai đang quấy rối, với tin tức bọn họ nắm giữ hiện tại, căn bản không thể suy tính ra rốt cuộc là ai. Lại là một chuyện khiến người ta đau đầu. Hổ thúc thẳng thắn quen rồi, phiền nhất là loại chuyện cần phải động não này, khổ tư nửa ngày không có kết quả, liền hung dữ nói, nếu để cho ta biết là ai hại chúng ta, ta nhất định phải xé sống hắn. Giang Hàng và Long Thúc quay đầu nhìn hắn một cái. Sau đó giọng nói của Long Thúc từ từ vang lên, có thể tới gần dưới tình huống tất cả chúng ta không biết rõ, còn có thể hoàn thành họa thủy đông dẫn dưới tay cương tông giả trư vương, thực lực của người nọ sẽ không thấp hơn ta. Ngươi xác định ngươi muốn xé sống hắn. Ách! À. Nghe được lời này của Long Thúc, sắc mặt hổ thúc trì trệ, sau đó chẳng hề để ý nói, không sợ, các ngươi giúp ta đè hắn lại, ta lại xé sống hắn cũng giống vậy. Rốt cuộc hổ thúc là hổ thúc, vẫn là không câu nệ như vậy. Có hổ thúc quấy rầy, bầu không khí trong phòng ngược lại có vẻ không nặng nề như vậy. Chuyện do người làm, hơn nữa đối phương đã làm loại chuyện này, vậy tất nhiên sẽ lưu lại thứ gì, sớm muộn đều sẽ nổi lên mặt nước. Hắc Văn Trúc bởi vì tính chất khan hiếm của bản thân nên khiến cho Hắc Văn Trúc lưu động trên thị trường vẫn ở trong trạng thái cung không đủ cầu nhưng phẩm cấp không cao như trong tưởng tượng, cho nên giá cả ngược lại không có đến loại trình độ đột phá chân trời kia. Đương nhiên, đây chỉ là tương đối mà thôi. Theo Ram để tính, đối với gia đình bình thường mà nói, tự nhiên là giá trên trời, nhưng đối với một đám đại võ tướng, thậm chí võ hầu mà nói, không coi là cái gì. 1.700 vạn 1.900 vạn 2.000 vạn Một loạt tiếng báo giá vang lên, hơn nữa giá cả còn đang tiếp tục tăng cao. Loại vật như hát văn trúc này, rất ít khi hướng tới hội đấu giá, chỉ cần xuất hiện, cơ bản đều ở kinh thành. Hoặc là dứt khoát bị những xí nghiệp 500 hạng đầu kia bí mật bao trọn. Võ giả bình thường không có bối cảnh gì lớn, hiếm khi có thể gặp được hát văn trúc. Đối mặt với giá cả liên tục tăng cao, trong lòng gian hàng thầm nghĩ. Dựa theo tốc độ tăng giá này, giá thành giao cuối cùng đoán chừng sẽ không thấp hơn 2.500 vạn mà lấy ra ở đây, vẻn vẹn chỉ là hơn 30 cây. Dựa theo giá tiền này mà tính, giá của nhóm hắc văn trúc này, một cây đã gần 80 vạn, một gram 4 vạn, nếu quả thật là như vậy, gần trăm cây trúc hắc văn trong tay gian hàng kia, liền có thể bán ra ròng rã 8 ngàn vạn, giá tiền này có chút cao. Đã vượt qua dự đoán của đám người Long Thúc đối với giá cả của hắc văn trúc. Mà hiển nhiên chú Long cũng phát hiện chuyện này. Quay đầu nhìn về phía gian hàng, tiểu hàng, ngươi nói hiện tại ta đổi ý còn có tác dụng sao? Giang Hàng nghe vậy quay đầu nhìn lại, sau đó cười gật đầu nhẹ. Được rồi, được rồi. Thấy Giang Hàng đồng ý, Long Thúc lắc đầu. Nếu đã quyết định, thì không đổi ý nữa, nếu không truyền ra mặt mũi của ta để ở đâu. Tuy rằng Long Thúc ngoài miệng nói như vậy, nhưng Giang Hàng vẫn thấy được, lúc Long Thúc nói lời này, khóe mắt có chút nhảy lên. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ bây giờ Long Thúc đã động tâm rồi, giá hát văn trúc dần tăng, không khí trục mua hội trường được điều động. Loại cây trúc này không thể so với đồ phòng ngự. Đồ phòng ngự có thể mua được ở chợ bất cứ lúc nào, nhưng trúc hát văn không phải lúc nào cũng có thể mua được. Thỉnh thoảng chảy vào thị trường một lần, chờ bọn họ biết, cũng đã muộn. Làm thánh dược chữa thương, mặc dù tạm thời vô dụng, nhưng nếu như cổng ở trên người, không chừng lúc nào đó sẽ cứu mình một mạng vĩnh viễn không nên khinh thường sự quý trọng của võ giả đối với sinh mệnh của mình. Mà có thể trở thành võ hầu, lại có người nào là thủ đoạn bảo mệnh đơn nhất, mà theo giá cả dần dần tăng cao, võ tướng cùng võ giả cấp đại võ tướng dần dần thối lui ra khỏi đấu giá. Giao chiến trường cho các võ hầu 2480 vạn Hắc văn trúc này ta quyết định rồi. Một nam tử thô kịch vang lên, hy vọng các vị có thể cho khai sơn hổ ta chút mặt mũi ta nhờ người luyện chế một lò linh đan, chỉ còn thiếu hát văn trúc này làm thuốc dẫn. Khai Sơn Hổ Dựa theo bố trí của hội trường đấu giá, mỗi phòng riêng đều treo một tấm rèm ngăn cả người khác nhìn trộm, chính là vì cam đoan đầy đủ sự riêng tư. Cũng hiếm có người chủ động lộ ra thân phận của mình. Nhưng người này lại cố tình làm như vậy. Mục đích rất rõ ràng, muốn dựa vào danh tiếng của mình để vượt qua những người khác đấu giá với hắn, xem như chấn nhiếp. Thời gian giang hàng trở thành võ giả ngắn mũi, cho nên không hiểu gì về vị Khai Sơn Hổ này. Nhưng hình như chú Long có quen biết. Thấy giang hàng quay đầu nhìn lại, chú Long nhỏ giọng nói ra hiểu biết của mình đối với Khai Sơn Hổ. Đây là một vị võ hầu, thức tỉnh thiên phú cấp S hám địa. Nhưng trước khi thức tỉnh thiên phú, đã có được thực lực tiếp cận võ giả, sau khi thức tỉnh thiên phú càng là ở trong hoa nguyên xông ra một phen uy danh. Đấu pháp cấp tiến, tính cách tùy tiện, ngược lại rất có một loại cảm giác hiệp khách thời cổ. 13 năm trước thành tựu võ hầu, sau đó là lực lượng nhân loại trung kiên chống cự dị thú. Ngươi có biết vì sao hắn gọi là khai sơn hổ không? Long thúc nhìn Giang Hàng hỏi. Bởi vì thiên phú của hắn, Giang Hàng có chút không xác định nói. Ừm. Long thúc gật đầu, trong tên của hắn có kèm theo một chữ hổ. Mà để cho hắn chân chính dương danh, vẫn là bởi vì một hồi thú triều quy mô nhỏ, gần vạn con dị thú lao về phía phòng tuyến sắt thép đối mặt với số lượng dị thú như thế tất cả mọi người đều không nhận được lùi bước nhưng khai sơn hổ này lại toàn lực bộc phát thiên phú sau đó dẫn tới địa chấn phía trên bình nguyên vạn lý nứt ra một khe rãnh dài vạn mét sâu trăm mét hắn lại lấy sức một mình khép khe rãnh lại một lần nữa chỉ một lần này liền hủy diệt gần nửa dị thú thanh âm của chú long đã cố gắng hết sức giữ vững bình tĩnh nhưng gian hàng nghe được mà mí mắt vẫn như củ giật giật gian hàng đã từng chứng kiến vũ hầu ra tay trước đây ở trong hoa nguyên võ hầu lý trọng dương đã thi triển thủ đoạn của mình ở trước mặt gian hàng chỉ có điều khi đó thực lực của gian hàng thấp kém căn bản nhìn không ra môn đạo trong đó chỉ cảm thấy ngân dực lan vương mình không thể làm gì được khi đối mặt với lý trọng dương thì không hề có lực hoàn thủ nhưng mà lý trọng dương biểu hiện ra ngoài dựa theo gian hàng hiện tại lý giải đến xem cũng không có bao nhiêu lợi hại chí ít không phải là loại có thể nhìn mà không thể tới kia. Mà giờ phút này nghe được Long Thúc nói như vậy, Giang Hàng mới ý thức được, ngày đó Lý Trọng Dương chỉ sợ căn bản cũng không có xuất ra toàn lực. Nếu không, với thực lực của Ngân Dực Lan Vương khi mới vào cấp lĩnh chủ, căn bản không thể chống đỡ được một kích của Lý Trọng Dương, chỉ là Giang Hàng có một chút không hiểu. Nếu như thực lực của Lý Trọng Dương mạnh đến trình độ có thể tùy ý nghiền ép đàn sói Hoa Nguyên cùng Ngân Dực Lan Vương, hắn vì sao chỉ là truy đuổi đàn sói Hoa Nguyên, lại không trực tiếp dứt khoát giải quyết đây là một điểm đáng ngờ rất lớn nhưng mà gian hàng giờ phút này cũng chỉ là nghi hoặc trong lòng không có cách nào đi tìm lý trọng dương chứng thực suy nghĩ thu liễm lần nữa nhìn về phía hát văn trúc trên đài lại nghe được một đạo thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh hội đấu giá khai sơn hổ là ai cho ngươi tự tin cảm thấy mặt mũi của mình rất lớn nghe giọng nói giống như một lão giả nhưng lại trung khí mười phần kết hợp ý tứ trong lời nói của đối phương liền không khó lý giải người vừa mới nói chuyện này lại là một vị võ hầu mà lão giả vừa dứt lời liền lại vang lên thanh âm của một nữ tử ta có một học sinh cần dùng đến hát văn trúc không bằng hai vị nhường hát văn trúc này cho ta thế nào lại là một vị cường giả cấp vũ hầu trong lòng gian hàng như có ngọn núi cho đến bây giờ đã xuất hiện ba vị võ hầu tranh đoạt hát văn trúc này hát văn trúc tuy tốt nhưng cũng không đến trình độ cần tranh đoạt như vậy chứ nhất là đối với cường giả cấp vũ hầu mà nói hát văn trúc hẳn là không đáng để bọn họ làm như thế nhưng hết lần này tới lần khác một màn này lại phát sinh ở trước mắt khiến cho gian hàng không thể không tin sau khi nữ tử này lên tiếng hai người trước đó dường như nghe thanh âm nhận ra đối phương là ai có chút trầm mặt nhưng vài giây sau lại mở miệng linh nhan trên hội đấu giá người trả giá cao được nào có cách nói nhường cho người ta điểm này cho dù ngươi là thủy một lão sư cũng không có cách nào thay đổi nhiều lời vô ích ra giá là được rồi một câu trước là vị khai sơn hổ kia nói rồi sau đó một câu là một vũ hầu không biết tên khác nói chỉ là gian hàng nghe được đoạn đối thoại này tâm tư khẽ động lão sư của thủy Mộc tên là linh ngang rõ ràng gian hàng hoàn toàn không biết gì về thủy Mộc cũng chưa từng gặp qua bất kỳ lần nào nhưng sau khi nghe thấy đối phương là lão sư của Thủy Mộc, trong lòng Giang Hàng lại sinh ra một cổ hảo cảm khó hiểu. Đại khái là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Giang Hàng ở trong lòng nhớ kỹ tên của đối phương, liền không nói một lời. Ở chỗ này, hắn không có tư cách nhúng tay chuyện giữa võ hầu, những người khác cũng giống vậy. Toàn bộ sàn đấu giá dường như chỉ có ba vị võ hầu kia. Hai ngàn sáu trăm vạn giá tiền này đã vượt qua giá gốc của hát văn trúc tiếp tục đấu giá nữa được không bù mất mà nhu cầu của hai người các ngươi đối với hát văn trúc không lớn bằng ta cần gì phải nâng giá cao như thế bởi vì hai người đấu giá cùng hắn đều là tồn tại có tu vi chiến lực không thấp hơn hắn cho nên khai sơn hổ cũng thu hồi thái độ kiệt ngạo trước đó chuyển thành hảo ngôn khuyên bảo hai sáu trăm năm mươi vạn ta nói rồi hát văn trúc này có tác dụng lớn với học sinh của ta cho nên ta bắt buộc phải có được nó. Giọng nữ vang lên, là vị thủy một lão sư tên là Linh An kia. Vì một học sinh tiêu hơn 2.600 vạn ly minh tệ, trên đời này lại có lão sư tốt như vậy, Linh An, đó chỉ là học sinh của ngươi mà thôi, cần gì phải thế. Một giọng nói khác vang lên, lần nữa nâng giá cả lên một tầng. Trên thực tế, giá cả đến cấp độ này, đã vượt xa giá trị chân thật của bản thân, mỗi lần gọi lên một phần, bọn họ đều sẽ thua lỗ một phần. Khác nhau ở chỗ, nhu cầu của bọn họ đối với hát văn trúc có thể bù đắp được phần lỗ vốn này hay không? Nói cách khác, phần hát văn trúc này tiêu nhiều tiền như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không? 2.800 vạn. Giá cả tăng lên đến mức này, khai sơn hổ ngược lại không vội. Những gì nên nói đều đã nói xong, còn lại đơn giản chính là giai đoạn so đấu tài lực. 2.820 vạn. 2.000 linh an còn muốn báo giá nhưng lại bị người cắt ngang cách hơi xa lại bị ghế lô ngăn cản gian hàng căn bản nghe không rõ nội dung cụ thể chỉ biết ngăn cản linh an cũng là một giọng nữ vài giây sau giọng nói của linh an lại vang lên được rồi phần hát văn trúc này tặng cho các ngươi vậy nghe được lời linh an nói khai sơn hổ cùng võ hầu khác hiển nhiên rất vui vẻ bất kể nói thế nào linh an thân là thủy một lão sư Áp lực mà bọn họ tạo ra tuyệt đối không phải là người mà một người khác có thể so sánh được. Có thể trở thành thủy một lão sư, có nghĩa là nhân mạch sau lưng khổng lồ. Cùng loại tồn tại nhân mạch thông thiên này trở mặt, không có chỗ tốt gì. Linh An chủ động rời khỏi, ngược lại khiến áp lực của bọn họ chợt giảm. Khai Sơn Hổ, ta có một đề nghị. Lại tiếp tục cạnh tranh như vậy, hai chúng ta ai cũng không chiếm được chỗ tốt, không công tiện nghi người khác. Ta đối với Hắc Văn Trúc nhu cầu không lớn, chỉ cần 10 cây là đủ rồi, còn lại 20 cây cho ngươi, như thế nào? Nghĩ tới nghĩ lui, đây hình như là kết quả tối ưu nhất. Nếu không hai người tiếp tục tranh giành, sẽ chỉ tổn thương hòa khí, tiện nghi cho người khác. Hơn 2.000 vạn đối với võ hầu mà nói không tính là gì, nhưng giá tiền này đã vượt xa giá của bản thân Hắc Văn Trúc, không đáng. Được, chờ sau khi đấu giá kết thúc, ta bán cho ngươi 10 cây. Giọng của Khai Sơn Hổ vẫn chấn tai như cũ, nhưng cũng có nghĩa là trò nháo kịch này đã kết thúc. Sau đó liên tiếp mấy vật đấu giá, đối với gian hàng mà nói đều không có lực hấp dẫn gì. Hoặc là không mua nổi, hoặc là vô dụng, dứt khoát quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ đang yên tĩnh ở một bên. Ta có thể gặp lão bản của các ngươi một chút không? Một đầu tóc dài, phục vụ viên mặc váy da nhỏ nghe vậy quay đầu nhìn về phía gian hàng, cũng không nói gì nhưng mà giống như đang cùng người nào câu thông vài giây sau mới đáp lại thật ngại gian tiên sinh lão bản của chúng ta không tiếp khách không tiếp khách gian hàng giật mình nhưng lập tức phản ứng lại ta muốn bán một phần đồ nhưng giá hơi đắt cho nên cần lão bản của các ngươi tự mình định giá xin lỗi gian tiên sinh lão bản của chúng tôi nói không tiếp khách trên mặt nhân viên phục vụ vẫn mang theo nụ cười chuyên nghiệp hóa lại làm cho gian hàng nhíu mày trong suy nghĩ của hắn đường vận vừa lên đài khẳng định biết người đấu giá những cây hát văn trúc này là ai lấy lý do bán ra số lượng lớn hát văn trúc tiếp cận đối phương tìm cơ hội hỏi nhưng giờ phút này đối phương lại là ngay cả gặp cũng không gặp mặt một lần chẳng khác gì là trực tiếp đem con đường này chặt đứt long thúc ở một bên đoán được ý nghĩ của gian hàng lắc đầu nói đấu giá có thể bại lộ tin tức của người đấu giá hay không trừ phi là đối phương chủ động bại lộ cho nên con đường này không thể thực hiện được chi bằng chờ ta nhờ bằng hữu hỏi thăm một chút chuyện cho tới bây giờ mặc dù xác định có người quấy rối sau lưng nhưng bởi vì khắp nơi bị ngăn trở manh mối ngược lại bị cắt đứt cũng chỉ có thể chờ long thúc nhờ người hỗ trợ nghe ngóng tin tức giang hàng lắc đầu thu lại những suy đoán khó hiểu kia đấu giá hội vẫn còn tiếp tục ba người giang hàng cũng không có ý muốn rời khỏi mặc dù không mua nổi những vật phẩm áp trục động một tí là mấy chục triệu thậm chí là hơn trăm triệu này nhưng nhìn chung quy cũng không có vấn đề gì. Dù sao trở về cũng không có việc gì làm, chẳng bằng tăng thêm kiến thức. Giờ phút này gian hàng đang đứng ở giai đoạn đói khát đối với các loại tri thức. Mà những thứ này, không thể nào xuất hiện ở trên sách vở. Đấu giá hội tiếp tục đến hơn 11 giờ mới kết thúc, tổng cộng đấu giá 72 kiện vật phẩm đấu giá. Bất kỳ một món đồ đấu giá nào giá cả cũng sẽ không thấp hơn 2.000 vạn, giá bình quân càng là tiếp cận 3.500 vạn, gian hàng tính sơ sơ, chỉ trong buổi đấu giá đêm nay đã mang đến cho thị trường dị tài 2 tỷ 500 triệu tiền mặt. Nhưng trong 2 tỷ năm tiền mặt này, có hơn phân nửa phải thanh toán cho người đấu giá lấy ra vật phẩm đấu giá. Nhưng dù vậy, 2 tỷ 500 triệu, dù chỉ để lại 5%, cũng là ròng rã hơn 120 triệu. Còn có cái gì kiếm tiền hơn cái này sao? Một đêm, một buổi đấu giá đã kiếm được hơn 100 triệu. gian hàng tự nhận là hiệu suất kiếm tiền của mình không thấp, nhưng đi một chuyến đến Hoa Nguyên, liều sống liều chết vài ngày, còn không kiếm được nhiều bằng một buổi đấu giá. Chênh lệch giữa hai bên. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng Giang hàng càng thêm khát vọng, tăng lên thực lực của mình, sau đó mở công ty. Long Thúc, Hổ Thúc. Ra khỏi tòa nhà của chợ dị tài, Giang hàng nhìn Long Thúc và Hổ Thúc, trầm giọng nói, ta đã bổ sung vũ khí và đồ phòng ngự, chứng minh võ giả cũng đã thăng cấp, có lẽ ngày mai sẽ lại xuất phát đi Hoa Nguyên. Nếu như liên quan tới người sau lưng kia có tin tức gì, có thể trực tiếp gửi tin tức cho ta. Chờ đến khi ta trở lại phòng tuyến sắt thép tiếp tế sẽ gặp. Không biết vì sao, từ sau khi thu hoạch được hệ thống, gian hàng liền cảm giác chuyện quá dị xung quanh mình càng ngày càng nhiều. Trước kia chỉ là thực lực không đủ không có phát giác được, nhưng mà hiện tại, theo thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, loại cảm giác này liền càng ngày càng rõ ràng. Phụ thân thường xuyên biến mất, ngắn thì vài ngày, lâu thì 10 ngày nửa tháng lúc sử dụng giác tỉnh thạch đạo lực lượng ngăn cản thiên phú thức tỉnh của hắn. Mặc dù chú Long, chú Hổ không nói rõ, nhưng có người vẫn luôn ở sau lưng chú ý đến hắn. Thái độ của Vũ Hầu Lý Trọng Dương đối với hắn có chút quá nhiệt tình, trước đó truy sát đàn sói hoa nguyên, tự như cố ý đang chờ hắn, còn tặng hắn một đầu ngân dực lan vương. Người nấp ở trong hoa nguyên dùng ám chiêu. Cùng với đường vận cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Đủ loại dị thường này, khiến gian hàng có một loại cảm giác gió thổi mưa dông sắp đến. Nhưng hết lần này tới lần khác bất kỳ chuyện gì cũng không tìm được đáp án, khiến hắn có chút buồn rầu. Nghĩ tới nghĩ lui, không có đầu mối, chẳng bằng dứt khoát tiến vào trong hoa nguyên, săn giết dị thú tăng lên thực lực bản thân. Chỉ cần thực lực của hắn mạnh đến trình độ nhất định, những nội tình này, tất nhiên sẽ tự mình vạch trần. Nhanh như vậy, chỉ là hai người long thúc sau khi nghe được gian hàng nói có chút kinh ngạc nói, lúc này mới vừa trở về một ngày, cần gì gấp gáp như vậy? Không bằng lại nghỉ ngơi hai ngày. Ta biết tiểu hà ngươi thiên phú xuất chúng, nhưng căng thẳng thời gian dài, võ giả tâm trí kiên định đến mấy cũng sẽ sụp đổ. Huống hồ, tiểu đội của ngươi còn chưa có thành lập chứ. Chú Long và chú Hổ nghe được lời này của Giang Hàng, trong mắt đều mang theo vài phần kinh ngạc. Võ giả bình thường nào có liều mạng giống như Giang Hàng, không nghỉ ngơi, dù sao ở trong thành thị cũng không có việc gì làm, chẳng bằng đi vào trong hoa nguyên. Về phần tiểu đội, Giang Hàng do dự một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói, không cần thiết phải thành lập tiểu đội, tạm thời thành lập một tiểu đội, không có tính rèn luyện ngược lại khắp nơi bị quản chế, hơn nữa võ giả bình thường cũng theo không kịp tiết tấu của ta. Biết Giang Hàng nói là sự thật, lấy thực lực hiện tại của Giang Hàng, trừ phi là võ giả cấp đại võ sư tổ kiến tiểu đội, nếu không ngay cả bước chân của Giang Hàng cũng theo không kịp. Hai người Long Thúc cũng không có lại khuyên cái gì, chỉ vỗ vỗ bả vai Giang Hàng nói, chung quy là già rồi nha, bốc đồng không bằng các ngươi người trẻ tuổi. Nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta cũng không khuyên gì nữa. Tối nay đến quán cơm, ngươi hỗ trợ xào vài món, ta gọi đao thúc bọn họ, cùng ngươi uống rượu. Giang Hàng cảm giác được. Trước đó ở trong hoa nguyên tuy cùng bọn người Long Thúc kề vai chiến đấu, nhưng mà bốn người Long Thúc đều coi Giang Hàng là hậu bối của mình, mặc dù thực lực của Giang Hàng từng bước một vượt qua bọn họ nhưng trên thực tế bọn họ đối với gian hàng càng nhiều hơn vẫn là chiếu cố bảo hộ nhưng giờ phút này gian hàng nói muốn một mình đi tới hoa nguyên đám người chú long mới vừa thay đổi quan hệ giữa gian hàng và bọn họ cho tới giờ phút này giữa mấy người mới giống như chiến hữu về phần uống rượu tiễn đưa trong đầu gian hàng tuy nhớ tới vẻ lúng túng lúc trước bồi cha uống rượu nhưng cũng không cự tuyệt chú long gọi điện thoại cho hai người đao thúc bọn họ tới gian hàng lại đi xào mấy món nhắm rượu chỉ có điều khi nghe được gian hàng muốn một mình tiến vào hoa nguyên thái độ của hai người đao thúc giống như bọn người long thúc lúc mới bắt đầu không được một mình đi hoa nguyên thật sự quá nguy hiểm ta không đồng ý thái độ của hai người đao thúc rất kiên quyết bọn họ lan bạc ở trong hoa nguyên lâu như vậy vẫn không thể bảo đảm an nguy của mình gian hàng từ đầu tới đuôi cũng chỉ tiến vào hoa nguyên một lần cho dù thực lực của hắn cao hơn mọi người thì như thế nào người thực lực cao cường thiên phú xuất chúng rồi lại chết ở Hoa Nguyên không phải số ít. Ngay cả chiến thần cũng sẽ vẫn lạc, Giang Hàng lại làm sao có thể ngoại lệ, đối với thái độ kiên quyết của hai người đao thúc, ba người Giang Hàng liếc mắt nhìn nhau. Chú Long và chú Hổ dứt khoát giả vờ như không nghe thấy gì, mặc cho Giang Hàng tự mình đi khuyên bảo. Yên tâm đi, đao thúc, ta một mình đi Hoa Nguyên, mục đích chỉ là vì tôi luyện kinh nghiệm thực chiến. Lấy chiến lực của ta bây giờ, chỉ cần không tiến vào chỗ sâu trong Hoa Nguyên, thì không có khả năng gặp được nguy hiểm tính mạng gì. Huống hồ, cho dù gặp phải dị thú cấp lĩnh chủ có chiến lực cao thường lui tới, đánh không lại, chạy vẫn có thể chạy thoát. Không có nguy hiểm đến tính mạng. Đối với chuyện này, đao thúc vẫn không đáp ứng, nhưng ngữ khí lại mềm mại vài phần. Lại bị gian hàng cùng long thúc bọn họ uống một chầu rượu mạnh, chờ hắn kịp phản ứng, đã ngay cả nói cũng nói không rõ, tự nhiên cũng không có biện pháp ngăn gian hàng gian hàng bởi vì bình thường không uống rượu bọn người long thúc cũng không có ép buộc cho nên uống ít ngồi xếp bằng tu luyện một buổi tối men rượu đã sớm tỉnh đi ra cửa nhìn thoáng qua bọn người long thúc nằm sấp trên bàn ngủ say gian hàng cũng không có quấy rầy bọn họ sau khi đi vào bếp thu dọn một chút mang theo một phần nồi bát bầu bồn gia vị gì đó cùng với con dao phay kia bỏ vào trong không gian hệ thống mới ra ngoài giờ phút này bên ngoài sắc trời vừa mới tờ mờ sáng Giang Hàng cũng đã ngồi lên đoàn tàu tiến về phòng tuyến sắt thép. Đối với Hoa Nguyên, Giang Hàng vẫn lòng mang tò mò. Lần trước cùng bọn người Long Thúc tới, là mang theo nhiệm vụ tới. Hơn nữa mục tiêu nhiệm vụ cực kỳ rõ ràng, thế cho nên trong mấy ngày ở Hoa Nguyên, năm người bọn họ một mực chạy đi. Tuy rằng trên đường đã trải qua hai trận chiến cấp cao, nhưng đối với Giang Hàng mà nói, loại kinh nghiệm này cũng không phong phú. Cho nên lần này đến Hoa Nguyên, hắn đã tính toán đợi đến khi thi đại học mới trở về. Xuống xe ở phòng tuyến sắt thép, gian hàng đi chợ dị tài bổ sung một ít dược vật phụ trợ như nước, thuốc chữa thương. Dù sao không gian hệ thống còn trống không, cho dù lưu lại một không gian nhất định dùng để chứa đựng những nguyên liệu nấu ăn dị thuốc kia, cũng đủ gian hàng bao lớn bao nhỏ chuyển vào bên trong. Đáng nhắc tới chính là, gian hàng lại mua một viên giác tỉnh thạch. Lần trước sau khi thức tỉnh thiên phú, muốn thức tỉnh thiên phú lần nữa, yêu cầu liền nhắc tới thiên nhân trảm, cũng mang ý nghĩa, gian hàng muốn chém giết một ngàn đầu dị thú. Vốn nhiệm vụ này có thể dựa vào giết gà mái già để hoàn thành. Nhưng hôm qua khi nấu ăn cho bọn người chú Long, gian hàng làm thịt một con gà mái già, lấy được đáp án là gà mái già đối với gian hàng hiện tại mà nói, đã không cách nào cung cấp tiến độ nhiệm vụ. Thậm chí ngay cả kinh nghiệm và độ thuần thục thiên phú cũng không cho. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường với chiến lực và đẳng cấp hiện tại của gian hàng, đã vượt lên trước gà mái già quá nhiều. Cũng chỉ có săn giết những dị thú trong hoang nguyên kia, mới có thể cung cấp kinh nghiệm và độ thuần thục cho hắn. Nhưng mà vẫn còn tốt. Lần trước gian hàng đến hoang nguyên, giết không ít sói hoang, cộng thêm dị thú rải rác, nhiệm vụ thiên nhân trảm đã hoàn thành một phần tư. Dựa theo hiệu suất này tiến hành, không bao lâu nữa là có thể hoàn thành nhiệm vụ thiên nhân trảm cũng chính bởi vì vậy gian hàng cố ý mua một viên giác tỉnh thạch chuẩn bị ở trên người theo cánh cửa hợp kim từ từ mở ra phát ra thân ảnh trầm thấp cũ kỹ một thân áo giáp màu đen chỉ có đầu của gian hàng không bị bao bọc từ bên cửa hợp kim đi ra trên tay còn cầm theo thái hồn toàn thân tôi lam tuy khắp nơi trong hoa nguyên đều là dị thú nhưng số lượng dị thú cũng có nhiều ít bình nguyên phần lớn là dị thú quần cư phẩm cấp hơi thấp Ngược lại trong thành thị, mặc dù phần lớn đều là dị thú có tập tính sống một mình, nhưng số lượng rất nhiều, hơn nữa thực lực phổ biến cao hơn dị thú trong bình nguyên. Cho nên mục tiêu của ta là thành thị. Giang hàng nỉ non tự nói, tay phải xuất hiện một tấm bản đồ. Đây cũng là thứ hắn vừa mới mua, tiếc núi duy nhất ở chỗ, phía trên chỉ ghi lại xung quanh phòng tuyến sắt thép 500 dặm. Bộ phận khu vực này là bên ngoài hoa nguyên, lại đi vào trong, coi như là xâm nhập hoa nguyên. Nhưng dù vậy cũng đủ rồi. Trên bản đồ đánh dấu ra từng điểm đỏ, mà bên cạnh mỗi điểm đỏ, đều có một đoạn văn tự nói rõ. Số hiệu thành thị bị công hãm, cùng với mức độ nguy hiểm. Giống như thành thị mục tiêu nhiệm vụ mà nhóm người gian hàng đi trước đó, số hiệu 283, cấp bậc nguy hiểm là giáp cấp 3, có nghĩa là cao cấp thú tướng sẽ sinh tồn trong đó. Đối với ngoại vi cánh đồng hoang vu mà nói, đã xem như thành thị có cấp bậc nguy hiểm cao. Tiểu đội võ giả bình thường nếu không cần thiết, bình thường sẽ không tiến vào trong đó. Bởi vì dưới tình huống có thú tướng cao cấp ngấp nghé, bọn họ căn bản không thể an tâm săn giết dị thú, một khi bị thú tướng cao cấp để mắt tới, xác suất lớn là sẽ xuất hiện tình huống thương vong. Nhưng đối với gian hàng mà nói, thú cấp cao dùng để làm quái kinh nghiệm, vừa vặn. Mục tiêu của hắn chính là những thành phố bị đánh dấu cấp bậc nguy hiểm là giáp cấp 3 khoảng cách gần nhất với ta là thành phố số 157, đã như vậy, vậy trước tiên đi đến thành phố số 157 đi. Giang hàng lại lấy ra một cây bút, điểm chấp mũi vào thành phố số 157, lại vạch ra một đường, liên tục hướng về thành phố tiếp theo. Hắn đang lên kế hoạch cho con đường của mình. Làm xong tất cả những thứ này, Giang hàng lật tay thu địa đồ và bút vào trong không gian hệ thống, trên tay lần nữa cầm thái hồn. Ngay sau đó, Giang Hàng đạp mạnh chân, cả người liền hướng về phía mục tiêu mà đi. Sau khi Luân Phiên tấn cấp, chiến lực của Giang Hàng thành công phá vạn, mà giờ khắc này, thuộc tính bốn chiều của hắn cùng nhau phá 230 điểm. Mà hiệu quả của 230 điểm thuộc tính mang đến chính là tốc độ của Giang Hàng lúc này, nhẹ nhõm đột phá trăm m 2 giây. Lộ trình 1 km, chỉ cần 20 giây. Quan trọng hơn là, tốc độ này vẫn không có cửu trọng lôi đao gia trì nhưng tốc độ gia trì của cửu trọng lôi đao chỉ thích hợp bộc phát trong thời gian ngắn, không thích hợp đi đường trong thời gian dài. Dù là như thế, dưới tình huống toàn lực chạy như điên, tốc độ của gian hàng vẫn tiếp cận 180 cây số mỗi giờ. So với tốc độ ô tô bình thường nhanh hơn không ít. Dựa theo tốc độ này, gian hàng có thể chạy tới thành phố số 157 khi mặt trời đang lên cao, bắt đầu vòng săn bắn thứ nhất, trong hoa nguyên mặt trời lên cao, thời gian tiếp cận mùa hè, nhiệt độ không khí càng ngày càng cao chẳng qua chút nhiệt độ này đối với gian hàng bây giờ mà nói đã không tính là gì vấn đề duy nhất là chạy như điên gần một tiếng đồng hồ đối với thể lực vẫn là có chút gánh nặng bởi vậy đi một chút dừng một chút trên đường ngẫu nhiên gặp được vài đầu dị thú cấp thú binh gian hàng cũng không tiếc thái hồn trong tay đưa vào trong cổ dị thú kinh nghiệm thu được cùng độ thuần thục thiên phú tuy ít nhưng chân mũi dù nhỏ cũng là thịt đạo lý tích tiểu thành đại gian hàng vẫn hiểu thu hoạch mấy phần thú tài cùng thịt thú trị giá mấy ngàn liên minh tệ, gian hàng tiện tay thu vào trong hệ thống không gian. Dọc theo đường đi đi dừng dừng, thỉnh thoảng dừng lại uống miếng nước ăn lương khô, tốn ròng rã 2 giờ, gian hàng mới chạy tới thành thị số 157. Giống như trong tư liệu ghi chép, trước tai biến, thành phố số 157 là một thành phố tài nguyên lấy mỏ làm ngành nghề chính. Dân số không nhiều, phần lớn đều là công nhân và người nhà công nhân, kiến trúc cũng không nhiều, ít có kiến trúc vượt qua 30 tầng. Loại cơ cấu dân cư và sản nghiệp này sẽ khiến khu dân cư phân tán, thuộc về loại cách một đoạn đường một khu dân cư, nhìn như chiếm diện tích rất lớn, nhưng kỳ thực cũng không tính phồn hoa. Nhưng không sao cả, thành thị phồn hoa, sau tai biến vẫn sẽ trở nên rách nát không chịu nổi. Loại thành thị phổ biến kiến trúc tầng thấp này, ngược lại thuận tiện cho gian hàng. Dị thú sau khi dị biến, hình thể phổ biến khổng lồ, chỉ cần gian hàng tiến vào khu chủ thành, tìm một tòa cao tầng kiến trúc, liền có thể rất nhẹ nhàng tìm được tung tích dị thú. Sau khi động tất thăng cấp, phạm vi có thể nhìn thấy từ một cây số tăng lên tới ba cây số, bán kính ba cây số đặt ở trong thành thị, cũng đủ gian hàng đem dị thú cấp thú tướng trong cả tòa thành thị đều nhìn rõn uống no đủ thì đi vào. Gian hàng một tay cầm bình nước, một tay khác cầm một cái đùi gà. Nhưng mà sau một khắc, một tiếng hô vang lên, gian hàng nghiêng đầu nhìn lại, một con hổ nhỏ thân cao không quá một mét nhìn chầm chầm hắn, nhe răng nanh lên, tự hồ là muốn uy hiếp Giang Hàng ly khai. Nhưng mà rơi vào trong mắt Giang Hàng, chẳng những không có ý tứ hung ác, ngược lại lộ ra ngốc ngây thơ. Toàn thân hổ con đều là lông trắng, nếu đặt trước tai biến thì tuyệt đối không nhỏ. Nhưng sau tai biến, tăng cao một mét cũng không kém dị thú bình thường bao nhiêu, chỉ nhìn hình thể Giang Hàng cũng có thể tính ra được, chiến lực của tiểu gia hỏa này chỉ sợ là chưa tới một ngàn. Đối với loại tiểu gia hỏa chiến lực không quá một ngàn này, Gian Hàng ngay cả ý nghĩ động thủ cũng không có. Cho dù làm thịt, cũng không thu hoạch được bao nhiêu kinh nghiệm cùng độ thuần thục, nhiều lắm chính là nhiệm vụ thiên nhân trảm hoàn thành một chút. Đi đi đi, đừng quấy rầy ta. Gian Hàng phất phất tay, muốn để cho tiểu gia hỏa trước mắt này rời đi, nhưng đối phương chẳng những không có ý lùi bước, ngược lại hướng về phía Gian Hàng tấn công tới. Cút. Mắt thấy đối phương không biết lùi bước, Gian Hàng nhíu mày nổi giận gầm lên một tiếng. Thanh âm không tính là lớn, nhưng mà khí thế cuồn cuộn mà ra mắt trần có thể thấy được lấy gian hàng làm trung tâm nhấc lên một đạo bụi mù hướng phía con tiểu hổ kia xoay tròn qua sau khi chiến lực của gian hàng tấn thăng đến cấp võ tướng cũng đã có thể phóng ra khí thế ra ngoài nhưng khí thế phóng ra ngoài không có lực sát thương gì tác dụng duy nhất là giả vờ cao thủ chấn nhiếp kẻ địch thật giống như giờ phút này gian hàng phóng ra khí thế sau khi cuốn lên từng đạo bụi mù thân thể tiểu hổ này nguyên bản tấn công tới bỗng nhiên trì trệ. Sau đó giống như bị cái gì làm cho kinh hãi, vội vàng phanh gấp tại chỗ. Trong đôi mắt hổ vốn không sợ trời không sợ đất, đã mang theo vài phần sợ hãi. Lại nhìn Giang Hàng một cái, ngay sau đó liền xoay người chạy. Quyết đoán như vậy sao? Giang Hàng nhìn bóng lưng tiểu lão hổ rời đi, không khỏi mỉm cười một tiếng, cũng không để ý tới. Mục tiêu của hắn là những dị thú có chiến lực đạt tới cấp thú tướng, về phần những con khác hắn sẽ tùy ý lựa chọn đánh chết hoặc là giết con chất thịt tươi non hoặc là giết con giá trị vật liệu thân thể không kém dị thú cấp thú tướng mặc dù không gian hệ thống lớn nhưng cũng không phải chứa đựng không hạn chế chỉ chọn săn giết thu thập con nào có giá trị là dự định trước khi gian hàng tiến vào hoa nguyên đón mặt trời chói chang gian hàng chậm rãi đi trên quốc lộ có chút củ nát này quốc lộ có thể nối thẳng vào trong thành thị mà đường nét thành thị xa xa cũng càng lúc càng lớn, nhìn bộ dạng này, gian hàng cách thành thị số 157, lộ trình chẳng qua ba bốn cây số. Sau khi ăn uống no đủ, gian hàng thu hồi nửa bình nước còn thừa trong tay về trong không gian hệ thống, lần nữa triệu ra thái hồn. Ngay sau đó, chân đạp mạnh, cả người vẽ ra một đạo tàn ảnh màu đen, xông thẳng về phía thành phố số 157. Dị thú săn giết nuốt chửng lẫn nhau, chiến lực cao nuốt chửng chiến lực thấp, thuộc về pháp tắc sinh tồn. Mà qua nhiều năm như vậy, thật ra trước đó đã sớm qua giai đoạn hỗn loạn. Dị thú cấp thú tướng mặc dù không có năng lực thống lĩnh dị thú, nhưng vẫn có ý thức tuân theo bản năng lãnh địa. Nếu là bình thường, đại khái ai cũng sẽ không đi quấy nhiễu ai, đều tự sinh tồn trong lãnh địa của mình. Tiểu đội võ giả bình thường tiến vào, cũng không dám trắng trợn săn giết dị thú, chủ yếu vẫn là bởi vì thú tướng cao cấp đã không phải tiểu đội võ giả bình thường có thể săn giết không có võ tướng thì không có cách nào ổn thỏa đánh chết thú tướng cao cấp. Nhưng hết lần này tới lần khác, số 157 lại có một tên gia hỏa không đi đường bình thường đến thành thị này. Tiếng thú rống liên tiếp vang lên, trong thanh âm mang theo phẫn nộ cùng sợ hãi. đoạt. Giang hàng rút thái hồn đang cầm trong tay đâm sâu vào thân hình khổng lồ của dị thú rút ra, dính vào mấy dòng máu màu xanh nhạt. Giang hàng đối với chuyện này giống như không hề hay biết, một cước đá ra, để cho dị thú thể trọng vượt qua năm tấn trước mắt trở mình. Kinh nghiệm của dị thú cấp thú tướng cho coi như không tệ, kinh nghiệm thấp hơn thú tướng thì có còn hơn không? Đẳng cấp áp chế sao? Giang hàng lẩm bẩm trong miệng, sau đó thuần thục huy động thái hồn, cắt cái sừng và móng vuốt của con dị thú này xuống. Đáng tiếc, sừng thú bị cắt mất một nửa, tuy rằng có thể tìm được những cái bị cắt đứt kia trở về, nhưng mà phẩm tướng tóm lại không phải rất hoàn mỹ, giá cả thấp hơn mấy ngàn tiền liên minh con thú tướng trung cấp trước mắt này, vật liệu đáng giá nhất toàn thân chính là cái sừng trên đỉnh đầu, cùng với bốn cái vuốt thú. Cái trước sau khi dung luyện có thể chế tác vũ khí, cái sau có thể làm thuốc. Giá cả cũng coi như phong phú, làm thịt một đầu này, gian hàng có thể kiếm được khoảng 10 vạn. Nhưng những điều này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, sắc bén của thái hồn vượt xa tưởng tượng của hắn. Là thủ đoạn công kích duy nhất của con thú tướng trung cấp này, độ cứng của độc giác trên đỉnh đầu nó tuyệt đối không phải bình thường. Nhưng dù vậy, dưới tình huống gian hàng phát động nhất kích hội tâm, đồng thời thi triển cửu trọng lôi đao, cái sừng này tựa như một khối đậu hũ, bị thái hồn không hề áp lực chặt đứt. Đánh mất thủ đoạn công kích duy nhất, đầu trung cấp thú tướng này có thể làm, chỉ có cuồng nộ, sau đó bị gian hàng một đao đưa vào cổ. Làm thịt con thú tướng trung cấp này, lại thu được 800 điểm kinh nghiệm, không tệ không tệ. Giang hàng đặt thái hồn trong tay lên trên da lông dị thú này, sau khi lau hai cái thì thu đao vào trong vỏ đao, gọi ra giao diện thuộc tính. Ký chủ, gian hàng. Đánh giá cấp bậc chiến lực, 12.753. Cấp bậc, 8 lực lượng, 234, nhanh nhẹn, 221 thể chất, 230 tinh thần, 229. Có thể dùng điểm thuộc tính tự do, không khoảng cách lần sau thăng cấp cần điểm kinh nghiệm, 15.689 phần 64.000 Thiên phú hiện tại, thiên phú cấp A, động tất level 2, thiên phú cấp B, hội tâm nhất kích level 4, động tất, tiến vào trạng thái chiến đấu tự động phát động, có thể thấy rõ nhược điểm của vạn vật. Hiệu ý một kích, công kích có 60% tỷ lệ phát động bạo kích, tạo thành lực lượng sát thương 6. Độ thuần thuộc thiên phú hiện tại, động tất, 1.225 phần 3.000, hội tâm nhất kích, 1568 phần 4 000 Trước mắt còn thừa có thể dùng thể thiên phú, không võ kỹ hiện tại, địa cấp thượng phẩm, cửu trọng lôi đao level, 2, cửu trọng lôi đao level, 2, khi sử dụng vũ khí loại đao tiến hành công kích, lực lượng 4, nhanh nhẹn 4. Độ thuần thục của võ kỹ hiện tại, cửu trọng lôi đao level, 2, 1836 phần 4 000 Trước mắt có thể dùng đạo cụ, không hệ thống không gian trước mắt còn lại 185 phần 1 nghìn. Nhiệm vụ hiện tại, thiên nhân trảm. Đã chứa đựng năng lượng có thể bộc phát sử dụng, không gian hàng nhìn bản thuộc tính, trong lòng suy nghĩ. Chiến lực đạt đến 1 vạn hai vững vàng cấp võ tướng, thuộc tính 4 chiều cũng đột phá 200 điểm đại quan, nổi bật nhất chính là lực lượng cùng thể chất. Cái trước bảo đảm sức bật, cái sau bảo đảm bền bỉ. Sở dĩ phải cao hơn hai hạng thuộc tính khác, là bởi vì gian hàng đem điểm thuộc tính bình thường tu hành đạt được, chủ thêm vào hai hạng này. Về phần còn lại, vô luận là điểm kinh nghiệm thăng cấp hay là độ thuần thục thiên phú, độ thuần thục võ kỹ, tiến độ đều không quá nữa. Nhưng vấn đề không lớn, nếu dựa theo hiệu suất săn giết dị thú của hắn bây giờ, muốn thăng cấp, thời gian cần cũng không tính nhiều. Một con dị thú cấp thú tướng, bởi vì đẳng cấp khác biệt, nên điểm kinh nghiệm cung cấp có sự lệch lạc với độ thuần thục cũng may cho dù là dị thú cấp thú tướng cung cấp kinh nghiệm thấp nhất, cũng có thể mang đến cho gian hàng lợi nhuận không dưới 500 điểm kinh nghiệm cùng với độ thuần thục hơn 100 điểm. Dựa theo hiệu suất này tiếp tục, gian hàng lại dắt khoảng 100 dị thú cấp thú tướng, là có thể thỏa mãn điều kiện thăng cấp, tiện thể thăng cấp cả thiên phú và võ kỹ. Đến lúc đó chiến lực của hắn lại sẽ tăng vọt một mảng lớn, tiếp tục tiếp tục. Trong mắt gian hàng mang theo chiến ý nồng đậm, sau đó nhảy lên lầu cao, ánh mắt khóa chặt một con dị thú cấp thú tướng ở xa xa, hai con. Mười con. Ba mươi con. Giang hàng chậm rãi rút ra thái hồn, thu toàn bộ thi thể dị thú trước mắt vào trong không gian hệ thống. Tam hồn lộc, sừng hâu có thể làm thuốc, da hâu có thể làm xa xỉ phẩm, thịt hâu tươi non, toàn thân đều có tác dụng, thu thu. Phù. Giang hàng ngẩng đầu nhìn sắc trời đã dần dần tối xuống, phạm vi mắt thường có thể thấy được trở nên ngắn hơn khoảng thời gian này thường thường là khó chịu nhất, còn không bằng chờ thêm một lát, chờ sau khi mặt trăng treo cao ngược lại có thể nhìn rộng ra. Liên tiếp truy đuổi dị thú gần 10 giờ, mặc dù gian hàng có thể chất vượt qua 200 điểm, nhưng vẫn có cảm giác mỏi mệt. Hôm nay không thể tiếp tục nữa, phải lưu lại dư lực nhất định, để ứng đối tình huống đột phát. Phát lực trong hoa nguyên là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Hơn nửa ba ngày thu hoạch của gian hàng cũng không tính là ít, 30 con dị thú cấp thú tướng, cộng thêm mười mấy con dị thú cấp thú binh cao cấp. Dị thú cấp thú tướng dựa theo giá trị một con là 15 vạn, 30 con dị thú cấp thú tướng này chính là 450 vạn, mà dị thú cấp thú binh cao cấp đều là do gian hàng chọn lựa qua, đơn giá rất cao, giá bình quân khoảng 5 vạn, lại là 6-70 vạn. Nói cách khác, gian hàng một ngày này cố gắng, vì hắn mang đến lợi ích gần 500 vạn tiền liên minh. Hiệu suất này, gian hàng đã vượt qua phần lớn võ giả cấp võ tướng, thậm chí không thể kiếm ít hơn một số đại võ tướng. Nhưng mà nguyên nhân vẫn là bởi vì một mình Giang Hàng, không cần phải phân chi với những người khác, hơn nữa thực lực đơn thể siêu cường, khiến cho Giang Hàng tiến thối tự nhiên. Chiến lực của cấp võ tướng một vạn hai, đối mặt với những dị thú phổ biến này, chiến lực chỉ có 7-8 ngàn, cơ bản đều là trạng thái nghiền ép. Vấn đề duy nhất là, dị thú cấp thú tướng trong một thành phố, phổ biến đều khoảng 50 con, mặc dù có một số thành phố chiếm diện tích khá lớn, cũng sẽ không vượt qua 70 con dị thú cấp thú tướng. Quy mô thành thị lớn hơn nữa, sẽ có dị thú cấp lĩnh chủ tiến vào chiếm giữ. Quy mô của thành phố bị công hãm số 157 không lớn, lại gần phòng tuyến sắt thép, cho nên số lượng dị thú cấp thú tướng không phải rất nhiều. Điểm này từ việc gian hàng dết đến sau này hiếm khi có thể tìm được dị thú đẳng cấp cao liền có thể nhìn ra. Đợi sau khi ánh trăng lên cao, dị thú sẽ rời tổ trên diện rộng, đến lúc đó nhìn lại xem có thể tìm được mấy con dị thú cấp thú tướng hay không. Nếu số lượng quá thưa thớt, thì phải đổi thành thị. Nhưng trước đó, phải về phòng tuyến sắt thép một chuyến, bán tài liệu dị thú trong không gian hệ thống ra. Giang hàng nhìn lướt qua không gian hệ thống, một nghìn ô không gian đã chứa hơn phân nửa, nếu như không tiếp tục săn giết dị thú, đại khái là muốn từ bỏ một ít thú tài. Ngày mai trở về, bổ sung thể lực trước. Giang Hàng tìm một tòa nhà cao hơn 20 tầng, mượn lực một lần, liền đến mái nhà. Ở chỗ cao nổi lửa nướng thịt, có thể tránh cho dị thú chú ý, quấy rầy đến hắn, hơn nữa còn quan sát. Đi vào trong văn phòng tìm một cái bàn gỗ, mấy đao xuống bàn gỗ liền bị chém thành gỗ vụn. Lại lấy một ít dầu ăn từ trong không gian hệ thống, hắt lên trên khúc gỗ, dùng bật lửa đốt, chỉ vài phút sau, một cái chân hưu đã được đặt trên lửa. Máu loãng trong chân hưu dưới nhiệt độ cao chậm rãi chảy xuôi ra, ngã trên lửa phát ra thanh âm xì xì chân hưu rất lớn gian hàng lại ở phía trên vuốt lại vài lần đao khiến cho nóng lên càng thêm đều dựa theo tiến độ này tiếp tục chỉ cần lăn lộn ba thành thị liền có thể đạt thành điều kiện thăng cấp hơn nữa để hội tâm nhất kích cùng cửu trọng lôi đao lại thăng một cấp gian hàng một tay chậm rãi chuyển động chân hưu trên kệ suy nghĩ cũng đã trôi xa cũng không biết khương tri ngư bây giờ thế nào Trước đó nàng nói sẽ theo lão sư đến Hoa Nguyên, hiện tại hẳn là đã vào rồi chứ. Chỉ là không biết ở trong Hoa Nguyên có cơ hội gặp được hay không. Giang hàng nỉ non, nhưng lập tức lắc đầu. Thủy Một ở Kinh Thành, dù muốn vào Hoa Nguyên cũng phải lên tàu hỏa từ Kinh Thành tốc độ cao tới phòng tuyến sắt thép, mà đường sắt cao tốc ở Kinh Thành không phải là điểm tiếp tế của Lan Thị. Phòng tuyến sắt thép kéo dài ngàn dặm, lại thiết trí hơn 10 điểm tiếp tế mỗi điểm tiếp tế đều cần võ giả tọa trấn vì phòng thủ thực lực đại khái cân bằng mỗi tòa thành thị đều có điểm tiếp tế riêng thật giống như gian hàng hai lần tiến vào hoa nguyên từ lan thị ngồi xe thông đều là cùng một điểm tiếp tế được rồi nghĩ những thứ này cũng vô dụng vẫn là an tâm tăng lên thực lực của mình đi nhưng với thực lực hiện tại của ta muốn dựa vào thi đại học để vào thủy một có vẻ như cũng không phải việc khó gì nhỉ thủy một mặc dù là một trong những học phủ cấp bậc cao nhất trong nước nhưng nói cho cùng tiêu chuẩn nhập học đối với gian hàng hiện giờ mà nói là có chút không đủ nhìn bị giới hạn trong tình huống cơ thể phát triển muốn tiến hành thức tỉnh thiên phú nhất định phải đợi đến khi cơ thể người có thể tiếp nhận lực lượng của đá thức tỉnh mà giới hạn này chỉ có sau khi trưởng thành mới có thể đạt tới cho nên trước khi thi đại học tập trung thức tỉnh một tháng là thích hợp nhất mà đối với võ giả mà nói thời gian một tháng có thể tăng lên bao nhiêu dứt bỏ gian hàng loại tồn tại cấp bậc bất này mà nói học sinh vừa mới thức tỉnh thời gian một tháng vừa vặn có thể vượt qua thời kỳ tăng lên sau khi thiên phú thức tỉnh lúc này tham gia thi đại học một học sinh có thiên phú tốt hay không cũng có thể nhìn ra mà học sinh bình thường mặc dù vượt qua kỳ tăng lên này cũng chỉ vừa mới đạt tới ngưỡng cửa võ giả loại thực lực này là không có cách nào bị thủy một đặc chiêu nhưng chiến lực hơn vạn của Giang Hàng, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để tiến vào thủy mục. Giang Hàng trong lòng hiểu rõ, trong tay cầm một thanh tiểu đao, gọt một khối xuống đùi hâu da cháy vàng, bỏ vào trong miệng. Thịt hâu của tam hồn lục này đích xác là mỹ vị, khó trách có thể bán được một cân thịt hâu 300 ly minh tệ. Giang Hàng cầm chân hâu từ trên giá nướng xuống, lại đem thịt hâu đã chín cắt vào trong mâm lớn, đem bộ phận còn lại chưa chín kia đặt lên trên giá nướng. Chân hưu quá lớn thịt bên trong rất khó nướng chín, nếu cứ tiếp tục nướng như vậy, rất dễ bị cháy, cho nên cần phải nướng lần hai. Lấy gia vị ra, trộn với thịt hâu, bữa tối của gian hàng đã xong. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ hành lang, quanh quẩn trong hành lang trống trải, sau đó bị gian hàng nhạy bén bắt được. Lão đại, thành phố số 157 này không phải có rất nhiều dị thú cấp thú tướng sao? Sao chúng ta đi tới đây, đều không nhìn thấy bao nhiêu? chỉ làm thịt hai con. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Một giọng nam khác vang lên, ta cũng đang buồn bực, thật vất vả mới bán được hắc văn trúc, mua được một nhóm trang bị đẳng cấp cao, định săn giết dị thú kiếm lại tiền, kết quả đến một tòa thành trống. Hắc văn trúc, vốn gian hàng không có ý định để ý tới, trong hoa nguyên gặp phải tiểu đội võ giả khác là chuyện rất bình thường, cùng lắm thì chờ đối phương lên tới đỉnh lầu, sau đó để cho đối phương tìm chỗ nghỉ ngơi là được. Nhưng nghe được ba chữ hắc văn trúc, Gian hàng liền không thể không coi trọng. Thịt vốn đã nướng chín lại bị gian hàng thu vào trong không gian hệ thống, hiện tại hắn ngược lại không vội ăn uống. Ngưng thần tĩnh khí, sau đó cẩn thận nghe thanh âm truyền đến từ hành lang. Bên Lý Dương thế nào rồi? Có tìm được đàn dị thú cấp thú tướng không? Không có, nếu như tìm được sẽ có tín hiệu truyền đến. Nhưng đến bây giờ vẫn không có tín hiệu, bên phía bọn họ chắc cũng không có phát hiện gì thanh âm cách mái nhà hơi xa, mặc dù có tiếng vọng của hành lang, vẫn không rõ ràng lắm, gian hàng chậm rãi đi tới cửa hành lang, nghe được cũng càng thêm rõ ràng. Không nên, theo lý mà nói một thành phố lớn như vậy, cấp độ nguy hiểm cũng đã đến cấp 3 giáp đẳng, sẽ có không ít dị thú cấp thú tướng mới đúng, sao bây giờ lại giống như biến mất tập thể vậy? Giang hàng nghe ra thanh âm này là của ai? Tôn Văn Bân, trước đó Lý Dương cùng đao thúc nổi lên xung đột, nháo lên sinh tử đài, chính là thuộc hạ của tôn văn bân hắc văn trúc có quan hệ với tôn văn bân trong đầu gian hàng toát ra ý nghĩ này liền có chút xua đi không được trước đó không có cân nhắc đến điểm này nhưng là hiện tại cơ bản đã có thể xác nhận tôn văn bân có thực lực nhất định có thể làm được chuyện này thực lực cấp đại võ sư nghĩ kỹ một chút cũng không tính khó hơn nữa hắn có đầy đủ động cơ đi giá họa đám người gian hàng lông mày hơi nhíu lại gian hàng làm sao cũng không nghĩ tới trước đó ở trong thành thị không tìm được độc thủ phía sau màn dưới tình huống như vậy sẽ cùng hắn chạm mặt trong nháy mắt gian hàng cảm giác mình sắp không nhịn được mà động thủ nhưng nghĩ nghĩ vẫn không có động tác nghe ý tứ trong lời nói của đối phương người của tiểu đội bọn họ giờ phút này cũng không tập trung những người khác phân tán ở địa phương khác hiện tại động thủ dễ dàng bứt dây động rừng lão đại người nói có phải là có cao thủ ở trước chúng ta đã thanh lý hết dị thú cấp thú tướng hay không không đâu, cao thủ chân chính làm sao có công phu đi thanh lý dị thú cấp thú tướng. Tùy tiện giết một con dị thú cấp lĩnh chủ, chính là thu nhập mấy trăm vạn, cần gì phí tâm phí lực. Vậy bây giờ chúng ta, chờ tin tức đi, nếu như bọn Lý Dương cũng không tìm thấy đàn dị thú, vậy đổi một tòa thành thị công hãm. Lão đại, chạy một ngày đường, bổ sung chút thể lực đi. Lại là đồ hộp lương khô, không có cái khác ăn sao? Mẹ nó! trong hoa nguyên chỉ có thể tạm chấp nhận lão đại ngươi đừng nóng giận thanh âm trong hành lang vẫn còn tiếp tục gian hàng cũng đã quyết định chủ ý kế hoạch trở về điểm tiếp tế đại khái là phải tạm hoãn hắn trước tiên phải đi theo hai người tôn văn bân tìm cơ hội thăm dò rõ ràng đối phương rốt cuộc có chủ ý gì thuận tiện biết rõ ràng đến cùng có phải tôn văn bân ở sau lưng gây chuyện hay không nếu quả thật là tôn văn bân giở trò sau lưng vậy gian hàng cũng có đủ lý do để ra tay từ khi trở thành võ giả đến bây giờ, chẳng qua thời gian một tuần có thừa, mặc dù trải qua khoảng thời gian này ma luyện, gian hàng đối với sát sinh không có gánh nặng gì, nhưng nói cho cùng, săn giết dị thú, cùng đánh giết tiểu đội võ giả, vẫn là có bản chất khác nhau. Nhưng cũng may gian hàng không phải loại người dễ sinh lòng từ bi. Đối mặt với người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, gian hàng luôn thờ phụng lấy đạo của người trả lại cho người. Từ trong không gian hệ thống lấy ra một khối thịt nướng, gian hàng vừa nhai, vừa nghe hai người dưới lầu trao đổi lão đại bảo bối ngươi mới mua có thể cho ta nhìn một chút hay không cho ngươi xem một chút ngươi cho ta xem hư hỏng thì làm sao bây giờ yên tâm đi chờ tìm được đàn dị thú khẳng định có cơ hội nhìn xem không phải trong lòng không chắc sao lão đại ngươi nói xem nếu chúng ta dẫn động đàn dị thú kết quả bảo bối ngươi vừa mua vô dụng vậy chúng ta chẳng phải là nói mò cái gì vậy nếu ta dám tìm đàn dị thú gây phiền phức, khẳng định là có đầy đủ nắm chắc, bằng không ngươi cho rằng, ta tại sao phải tiêu 7.000 vạn đi mua khẩu pháo la dê này. Vân vân vân, lão đại ngươi nói như vậy, ta an tâm rồi. Pháo la dê, nghe được cuộc đối thoại của hai người tôn văn bân, đáy lòng gian hàng không khỏi rung lên. Hắn đã đọc giới thiệu về vũ khí la dê trên một quyển tạp chí quân sự. Sau tai biến toàn cầu, nhân loại vì chống cự dị thú tiến công, vũ khí khoa học kỹ thuật hoàn toàn tiến vào thời kỳ phát triển lớn vì bức xạ sau đó sẽ xuất tiến dị thú dị biến lần thứ hai nên bị cấm sử dụng cho nên phương hướng phát triển vũ khí dần dần nghiêng về vũ khí đơn thể cao tinh từ lúc ban đầu dựa vào thuốc nổ để lấy được vũ khí có lực sát thương giới hạn sát thương cao nhất liên tiếp bị đột phá trong lịch sử phát triển vũ khí vũ khí laser tuyệt đối là một trong những viên minh châu rực rỡ nhất súng laser đơn binh pháo laser có thể tháo dỡ cùng với pháo đài laser siêu lớn cái trước bởi vì thể tích nhỏ lực sát thương có hạn chỉ có thể tạo thành thương tổn đối với dị thú cấp thú binh bình thường mà nếu như không thể trúng bộ vì yếu hại lực sinh mệnh cường đại của dị thú đủ để cho nó sống sót một đoạn thời gian tiếp tục công kích nhưng dù vậy vẫn được quân đội trang bị số lượng lớn bởi vì so với súng laser súng ống hỏa dược ngoại trừ một vài súng nhắm được trang bị xuyên giáp ra những thứ khác hoàn toàn không thể so sánh Giang hàng chưa từng thấy pháo la dê tháo dở, nhưng mà pháo đài la dê siêu lớn, gian hàng đã từng gặp. Trên tuyến phòng thủ sắt thép, liền trải hơn 1.000 khẩu pháo đài la dê. Cơ bản cách mỗi 1 km sẽ có một khẩu pháo la dê, nhắm ngay phương hướng hoa nguyên. Nếu như gian hàng nhớ không lầm, trong quyển tạp chí quân sự miêu tả pháo đài la dê là, là một trong những phát minh thành công nhất của nhân loại trong lĩnh vực vũ khí, pháo đài la dê siêu lớn sau khi tụ năng lượng, có thể tạo thành đủ thương tổn đối với dị thú cấp thú vương, chúng vị trí yếu hại, có thể làm được một kích mất mạng. Dị thú cấp thú vương, cùng cấp bậc với võ giả cấp chiến thần. Đây chính là chỗ dựa để nhân loại có thể an cư lạc nghiệp ở khu thành thị. Cũng chỉ có phòng tuyến sắt thép trải hơn 1.000 khẩu pháo laser mới có thể cho bọn họ cảm giác an toàn. Vốn loại vũ khí này không nên xuất hiện ở trong hoa nguyên. Bởi vì uy lực của pháo laser tuy lớn nhưng linh kiện bên trong cực kỳ tinh vi rất dễ hư hao hơn nửa giá cả cực kỳ đắt đỏ cho nên mới trải trên phòng tuyến sắt thép để chấn nhiếp dị thú mà không phải phản công đoạt lại đất đai nhưng mà hết lần này tới lần khác gian hàng từ trong miệng tôn văn bân biết được tin tức hắn mua một khẩu pháo laser nếu như là pháo laser vậy gian hàng thật đúng là phải cẩn thận lên kế hoạch một chút nên động thủ như thế nào bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù có phòng cụ cao cấp hộ thân, gian hàng cũng không dám đánh cược, mình có thể chống đỡ được pháo laser. Mà ngay khi gian hàng đang thất thần, cách đó không xa có một viên đạn tín hiệu bay lên trời. Lão đại, có tin tức. Hai người dưới lầu nhìn thấy đạn tín hiệu này, lập tức chấn động tinh thần. Đi, mau đi. Tôn Văn Bân sau khi nhìn thấy viên đạn tín hiệu này, càng hưng phấn nói. Ngay sau đó, Giang Hàng liền nghe được tiếng cửa sổ bị phá vỡ, hai đạo nhân ảnh xông ra khỏi lầu cao, hướng về phương hướng đạn tín hiệu bay lên chạy như điên. Cùng lúc đó, gian hàng không chút do dự, một đao đem đống lửa còn đang thiêu đốt gạt ra, để cho nó tự diệt, cả người đã biến mất ở trên mái nhà. Nếu không có pháo laser, gian hàng tùy thời đều có thể động thủ. Hân vạn chiến lực đối mặt tiểu đội Tôn Văn Bân, có thể nghiền ép, cho dù bọn họ là một đại võ sư phối hợp với đội hình bốn võ sư, vẫn không phản kháng được thật giống như lúc trước bọn gian hàng chống lại ngân dực lan vương long thúc thân là đại võ sư bị một kích của ngân dực lan vương chấn choáng lấy thực lực hiện tại của gian hàng so với tốc độ của ngân dực lan vương có lẽ hơi không bằng nhưng mà về mặt lực lượng không kém chút nào thậm chí càng hơn chớ nói chi là còn có thái hồn ủng hộ dưới tình huống như vậy tiểu đội tôn văn bân không ngăn được một vòng tiến công của gian hàng nhưng nếu có pháo la Ghe, lại phải bàn luận khác bởi vì gian hàng không biết pháo la dê trong tay Tôn Văn Bân là cấp bậc gì. Súng la dê bình thường, phần lớn đều là cấp 1, cấp 2, có thể tạo thành thương tổn trí mạng đối với dị thú cấp thú binh bình thường. Nhưng đến cấp bậc pháo la dê, đẳng cấp chính là khởi bước cấp 3, nếu là pháo la dê đẳng cấp cao, tạo thành thương tổn sẽ cực kỳ khủng bố. Đồ phòng ngự trên người gian hàng có thể chịu được một pháo hay không cũng phải đánh một dấu chấm hỏi. Cho dù gian hàng muốn diệt đối phương, cũng phải cam đoan mình an toàn. Mặt trăng còn chưa mọc lên, ánh trăng còn chưa chiếu sáng, dưới màn đêm, hai bóng người chạy như điên ở phía trước. Mà gian hàng đi theo xa xa dựa vào năng lực nhìn ban đêm mà động tất cung cấp, có thể rất nhẹ nhàng bắt được thân hình của hai người. Mỗi một lần đặt chân, đều trải qua giảm sóc, rất ít phát ra âm thanh gì. Tốc độ của gian hàng không nhanh, thậm chí cố ý thả chậm tốc độ, chính là vì duy trì khoảng cách này. Có thể trở thành võ sư, Đại võ sư, ngũ giác đều có trình độ tăng cường nhất định, nếu như theo vào, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện. Cứ như vậy chậm rãi đi theo, gần như đi ngang qua cả tòa thành thị, sau đó tốc độ của Tôn Văn Bân hai người phía trước mới chậm lại. Đạn tín hiệu chính là ở phía trước sáng lên. Sắp đến rồi. Giang hàng nghe thấy lời nói của Tôn Văn Bân phía trước, tốc độ lại giảm hai phần. Kéo ra khoảng cách giữa hắn và hai người phía trước, càng tới gần lại càng phải cẩn thận. Lại chạy chừng 2 phút, Tôn Văn Bân hai người phía trước ngừng lại, Giang hàng ngừng ở khoảng cách 500 m cũng ngừng lại. Nên đón hai người Tôn Văn Bân, có ba người xông tới. Lão Đại Lý Dương, khoảng cách 500 m Giang Hàng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng mặt của mỗi người, sau khi thấy rõ ba người kia, hắn nhíu mày. Chậm rãi tiếp tục tới gần, tuy rằng có thể thấy rõ mặt của bọn họ, nhưng Giang Hàng không nghe được đối thoại hắn lại không biết tiếng môi, chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm cách tới gần, cũng may lực chú ý của mấy người này cũng không có đặt ở quan sát tình huống bốn phía. Hơn nữa nơi này tuy rằng ngoại trừ thành khu, nhưng nhà trệt cũng không ít. Nhưng vì khu nhà này đã lâu không được tu sửa, phần lớn nóc nhà đều đã dột, tường đổ vách siêu, lộ ra vẻ rất hoang vu. Khu mỏ, Giang Hà nhìn lướt qua bốn phía, sau đó cho ra một kết luận. Lúc trước hắn thanh lý đều là dị thú cao cấp trong thành khu, không đi qua khu mỏ quặng nhưng điều này cũng không có nghĩa là khu mỏ quặng không có dị thú đẳng cấp cao thuần túy chỉ là bởi vì gian hàng cảm thấy không cần thiết phải đi vào trong mỏ quặng tìm kiếm dị thú còn có một nguyên nhân khác là trong quặng mỏ chiến đấu với dị thú dưới tình huống quặng mỏ không được bảo trì rất dễ dàng khiến cho quặng mỏ sụp đổ mặc dù thực lực của gian hàng có mạnh hơn nữa đối mặt với hầm mỏ sụp đổ cũng không có chút sức phản kháng nào trừ phi hắn có được thực lực cấp võ hầu, hoặc là thức tỉnh thiên phú hệ thổ. Tìm được đàn dị thú cấp thú tướng rồi. Tôn Văn Bân nhìn Lý Dương tới đón, hỏi một câu. Tuy Lý Dương đã xuất viện, nhưng trước đó vẫn bị thương không nhẹ, lúc này trên đầu còn cuốn một vòng băng vải, đại khái cũng là bởi vì trên đài sinh tử bồi thường tiền cho đau thuốc quá nhiều, mới mạo hiểm tiến vào hoa nguyên. Cách rất gần, gian hàng ngược lại miễn cưỡng có thể nghe được mấy người nói chuyện không có, dị thú cấp thú tướng thành phố bị công hãm số 157 bị người ta xử lý, mặc dù có vài con lẻ tẻ nhưng không đáng sử dụng pháo laser. Người trả lời Tôn Văn Bân là một người khác, chỉ là nghe nói như thế, Tôn Văn Bân nhướng mày, trong giọng nói mang theo vài phần bất mãn, không tìm được đàn dị thú thì gọi chúng ta tới làm gì. Mặc dù không tìm được đàn dị thú, nhưng thu hoạch lần này, có thể còn lớn hơn đàn dị thú. Ta cảm giác được suối mỏ vàng suối mỏ vàng suối mỏ vàng hai người tôn văn bân nghe nói như thế không khỏi nao nao nhưng lập tức trên mặt liền lộ ra biểu tình mừng như điên thật sự là suối mỏ vàng từng ta đã xác nhận qua đích thật là khoáng mạch khê kim nhưng mà thời gian hình thành không dài chỉ có khoảng 2 ba năm cho nên mới không có bị người phát hiện nhưng mà cái này không làm khó được ta dù sao thiên phú thức tỉnh của ta là cảm giác Giang hàng tự nhiên cũng mơ hồ nghe được thanh âm mấy người tôn văn bân trao đổi, đồng dạng bắt được ba chữ khê kim quán. Khê kim quán. Giang hàng biết suối mỏ vàng, chủ yếu là thứ này thực sự quá nổi danh. Khê kim là sau tai biến mới xuất hiện, bị năng lượng dị không gian quấy nhiễu, cải biến chu kỳ nguyên tố của bản thân, từ mỏ vàng diễn biến mà đến. Nhưng mà khác với hoàng kim bình thường ở chỗ, khê kim là hội tụ cùng một chỗ, giống như suối nước, có thể ở dưới lòng đất bị từ trường quấy nhiễu di động. Hơn nữa chất lượng cực cao, bình thường đều phân bố ở dưới lòng đất từ 400 đến 700 mét. Chủ yếu nhất là, tràn cảnh ứng dụng của khe kim thực sự quá rộng. Phàm là cảnh tượng dính đến chế tạo hợp kim cao cấp, cơ bản đều sẽ có bóng dáng khê kim. Giống như thanh thái hồn trong tay gian hàng, mặc dù trên danh nghĩa toàn thân đều là do Lam Ngân chế tạo thành, nhưng trên thực tế, là chế phẩm hợp kim chế tạo ra từ lam ngân, titan, Niken, cùng với một ít khê kim. Nếu như gian hàng nhớ không lầm, giá cả của khê kim là gấp 2 hoàng kim, một giá 600 liên minh tệ 1 gram. Mà lượng dự trữ của khoáng mạch khê kim đều dựa theo tấn mà tính toán. Bình thường phát hiện khoáng mạch khê kim, trữ lượng nhỏ nhất cũng hơn 2 tấn. Loại chuyện tốt này đều có thể bị bọn tôn văn bân tìm tới, lông mày gian hàng không tự chủ liền nhíu lại với nhau lần trước tôn văn bân đi theo bọn họ ngư ông đắc lợi trộn đi những cây trúc Hắc văn còn lại hiện tại càng là tìm được khoáng mạch khê kim một người thật sự có vận khí tốt như vậy sao gian hàng bên này suy tư đối sách nhưng mà bên kia đám người tôn văn bân lại đắm chìm trong hưng phấn phát hiện khoáng mạch khê kim số lượng dự trữ ít nhiều có thể dò xét ra được sao nam tử phát hiện khoáng mạch khê kim lắc đầu khoảng cách cực hạn không dò xét ra được chỉ có thể cảm giác được trữ lượng không ít nhưng mà bây giờ chúng ta nên chú ý, không phải cái này. Mà sâu trong quạng mỏ này có một con dị thú đẳng cấp cao. Chiến lực ít nhất cũng là cấp lĩnh chủ. Nếu như ta đoán không sai, hẳn là một đầu dị thú hệ kim, đồng dạng cảm giác được khoáng mạch khê kim tồn tại, cho nên sống lâu ở trong quạng mỏ, dựa vào hút khoáng mạch khê kim tiến hóa. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.